Đại Bơi xin kính chào tất cả mọi người. Xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy sẵn sàng để nếm trải những phút giây cười sảng khoái, và bên cạnh đó chính là những giây phút rất là thoải mái khi chúng ta khám phá được khẩu vị của những thần tượng, những nghệ sĩ đến đây để có thể gặp gỡ những fan hâm mộ và cùng nhau thưởng thức những món ngon do chính những fan hâm mộ đó nấu ăn cho thần tượng của mình. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón nghệ sĩ Hà Linh. Yeah, em chào anh. Hello em. Cảm ơn anh đã nhận lời đến đây tham gia và chuẩn bị sẵn sàng với một đại tiệc dành cho anh rất là thịnh soạn. Hấp dẫn vậy em. Dạ. Nghe nói đại tiệc là anh mê lắm. Từ đó giờ anh mê ăn buffet đó. Dạ không, em ăn cái búp măng non này nọ được không anh? Búp măng hả? Búp măng được chứ đừng có non. Nhưng mà anh Hà Linh lúc nào cũng khỏe khoắn, tươi trẻ, phong độ vậy nè. Bí quyết làm sao vậy anh? Bí quyết lớn nhất là mình đói thì mình ăn. Ủa vậy là khẩu vị anh dễ dãi lắm hay sao? Không, khẩu vị anh thật ra nó đơn giản lắm. Dạ. Tức là những cái gì mình cảm thấy vừa miệng ngon thì mình ăn. Cái gì không vừa miệng ngon mình nhường cho người khác ăn. Chà, thật ra nó đơn giản thì nó rất là đơn giản. Dạ. Trong cái đơn giản nhiều khi nó là rất phức tạp, là tại vì trong cái đơn giản đó mình phải biết là bỏ cái gì, cái gia vị nêm nếm nó như thế nào, là thấy cái gì thích ăn, cái gì không thích ăn. Nhiều khi không cần cho gì hết, nhiều khi quăng cục thịt nó ăn mà nó ăn. Ồ vậy hả? Ông vậy ở nhà anh là người nấu ăn chính hay là nhờ thành viên khác? Được khen may mắn là anh ở nhà đó. Dạ. Thường là anh chỉ biết nấu mì gói thôi. Còn tất cả những cái món còn lại đó. Dạ. Thì đặt. Ủa đặt. Xung quanh nhà nhiều chỗ bán lắm. Dạ. Chỉ cần alo xuống bưng lên giùm người tao hủ tiếu, người tao bưng lên giùm mình. Trời ơi, khu phố anh chắc là ẩm thực nó phong phú lắm. Khu phố nó bình yên lắm em. Ồ. Nguyên cái khu phố mà gọi là gì? Rất nhiều mặt hàng khác nhau. Buôn bán đầy đủ từ bột chiên cho tới cá viên chiên cho tới gà xối mỡ. Đó. Rồi hủ tiếu mì, phở, hoành thánh, ui đầy đủ hết các cái, bún gì. Không cần đi đâu xa hết. Không cần đi xa, sáng sớm chỉ cần đi một vòng là anh thấy no rồi. Dạ, bây giờ em xin mời anh đi thêm một vòng nữa. Dạ. Chúng ta dạo vòng quanh cái tủ lạnh. Nó cũng giống như là một cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ vậy đó. À, để chúng ta chờ đón xem món nào hợp khẩu vị với anh nhé. Ok. Xin mời anh. Và bây giờ chính là nơi mà anh Hà Linh sẽ cố gắng làm sao để có thể tiết lộ sơ sơ một chút xíu về cái khẩu vị của mình để cho những bạn fan hâm mộ cùng khám phá. À vậy hả? Bây giờ để trước khi mà khám phá cái tủ lạnh này, mình phải gặp gỡ các bạn fan đó đã đăng ký từ cách đây rất lâu. Dữ vậy đó chờ em. Đợi gặp anh Hà Linh. Trời ơi chết rồi. Ăn ấu mà cầu kỳ quá, khổ vậy đó ha. Dạ, nhưng mà quan trọng là tình cảm của mấy anh ấy dành cho anh. Dạ, dạ. Xin mời anh Hà Linh chào đón sự xuất hiện của hai bạn Nhật Minh và Chí Trung. Dạ, bất. Dễ thương. Xin mời hai bạn giới thiệu đôi nét về mình nào. Dạ, em xin chào anh Linh, em chào anh Hoàng. Em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nhật Minh, hiện đang là diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận. Đồng nghiệp luôn dạ. Rồi. Hậu vệ, hậu bối. Rồi, em xin chào anh Hoàng, anh chào anh Linh. Em tên là Chí Trung, hiện tại em là diễn viên tự do. Cũng là diễn viên luôn. Dạ. Hai bạn là diễn viên mê nghệ thuật. Vậy còn về nấu ăn thì sao? Thấy lo quá. Tại nhiều diễn viên mình hay nấu mì gói lắm. Đúng rồi. Không, cái đó thì anh yên tâm đi. Thì em thuộc dạng là trai độc thân mà, mình cũng phải biết nấu ăn để mình tự chăm sóc cho bản thân mình chứ, đúng không? Đúng rồi, chứ ăn mì gói không biết sao có sức mà diễn. Đúng rồi. Dạ, còn Trung thì sao? Em hôm nay em đến đây em rất là vinh hạnh được nấu cho anh Linh với anh Hoàng thử thức vậy. Dạ, cảm ơn bạn rất nhiều. Hy vọng là hai bạn nấu ăn thật là ngon. Dạ. Mà riêng với tình cảm của mình dành cho anh Hà Linh nè, dấu ấn của anh Linh trong cái cuộc đời của bạn như thế nào nào? Thực chất luôn á, gọi là đúng tiền bối của anh Linh luôn. Ừ. Là đó là một vở, là vở Nút Ruồi Máu của sân khấu. À, Phú là Nhân. Bọn em của Phú Nhuận, là bọn em được cô Hồng Vân dạ. cho diễn lại vở đó, là lúc mà trước khi diễn á là cho coi lại cái bản đầu tiên á, là của những bậc tiền bối đầu, thì có anh Linh trong vai là ông một ông bầu xô dạ. của một cái rạp hát. Là em nhớ, vẫn nhớ như anh luôn. Còn với Trung thì sao nào? Em rất là ấn tượng cái nụ cười của anh Linh. Ảnh chúm chím nhìn nó dễ thương sao á. Thôi ra tưởng em nói nụ cười của ảnh còn đủ răng nữa cũng mừng. Mỗi người đều có một cái tình cảm riêng dành cho anh Linh. Dạ. Bây giờ hãy cùng nhau đoán xem cái khẩu vị của anh Linh như thế nào nhé. Xin dạ. mời cả nhà mở tủ lạnh ra. Đây, bên trong tủ lạnh, wow, rất nhiều loại lương thực thực phẩm khác nhau. Đồ ăn, thức uống cũng đầy đủ, rất nhiều màu sắc. Rồi bây giờ anh Linh, nhiệm vụ của anh rất đơn giản, chỉ là gần là trả lời có hay là không thôi. Ok. Trong đây có những món ăn mà anh Linh rất là thích ăn không? Có. Rồi có những món ăn nào mà anh Linh ăn không được không? Có luôn. Bị dị ứng hay là bị ghét? Không thích thôi. Không thích thôi. Ăn rồi cái phải gì thích, ăn mới ngon.
cái tỷ lệ giữa thích và không thích nó như thế nào anh? 50-50 không? Riêng về thức ăn thì anh thích nhiều hơn là anh không thích. Giữa đồ mặn nè, thịt thà cá với lại rau củ thì anh thích ăn phần nào hơn? Dĩ nhiên là thịt thà cá, rau củ với cây thì để ngắm cũng được. Anh cay được không anh? Dĩ nhiên là không. Dạ. Ok, dạ, dạ. Mình không được lạnh. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá thêm một chút xíu nữa. Giống như là hồi nãy bà Nhật Minh đã hỏi là anh Linh có thích ăn cay không? Thì anh Linh nói là không có thích đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy ngoài cay ra thì anh không thích cái hương vị nào nữa? Chua, đắng, ngọt, bùi gì đó, nói chung mình cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà riêng về cay thì do là mình ở xứ nhiệt đới, mình ăn miếng ớt vô tự nhiên đổ mồ hôi quá. Mà mỗi lần lao thì quát quạo. Sao vậy? Dạ hao khăn giấy quá, tốn giấy. Mà nếu tính khăn ướt thì tới phiên mình quạo, tại mình tốn tiền mua quá, cho nên thôi bỏ ớt hoàng bên. Riêng về cái vụ chua thì thật sự thì trái cây chua anh không ăn. Thí dụ như thum thủm anh thích không? Thôi dông thum thủm là không được. Nhưng mà riêng cái mùi mà thum thủm mà mọi người đều thích là mùi sầu riêng thì anh thích. Thơm là mình nói thơm thôi. Còn riêng với những loại mắm, loại cá, mắm ruốc, mắm tôm các kiểu thì sao ạ? Mắm mà cá là anh không chơi rồi. Anh chỉ thích ăn mắm chẳng hạn như là mắm ruốc là nó có thịt. À mắm ruốc có thịt. Mắm chưng mắm được. Mắm tôm. Mắm chưng đâu phải mắm đâu. À mắm chưng kia. Mắm chưng kia. Dạ. Mắm ruốc, mắm tôm thì những cái đó thì tại vì mình có thể ăn, hay mắm thái thì cũng có thể ăn với bún thế nào được. Nói chung là đừng dậy mùi quá. Dạ, dậy mùi quá thì nó cũng hơi tội mình. Để vừa ăn vừa bịt mũi thì nó cũng đủ tay. Dạ. Gấp nó khó chứ. Rồi, bây giờ chúng ta đã biết được cái gu và cái cách thưởng thức ẩm thực của anh Hà Linh là như thế nào, với khẩu vị ra sao. Và bây giờ xin mời tất cả nhà mình vào bếp. Dạ, dạ. Mời em ha. Dạ. Thấy phong thủy tốt với mình không? Dạ tốt anh. Bếp là quan trọng lắm trong một gian nhà nha. Đúng. Sao rồi em canh gì ạ? Em canh phong thủy rồi, em canh góc mặt em nữa. À canh hướng nữa hay ha. Được, đầu tiên là giành lấy quyền ưu tiên để có thể lựa chọn một trong hai nguyên liệu chính ngày hôm nay. Nhiệm vụ các bạn là 60 giây chạy đến khu vực trưng bày ở phía sau lưng anh Hà Linh để có thể lấy được càng nhiều món mà các bạn đoán xem là hợp khẩu vị với anh Linh hay không. Ok, mỗi lượt đi chỉ lấy được một món thôi nhé. 60 giây nhé. Nguyên liệu chính là gì vẫn chưa biết, cố gắng giành lấy quyền ưu tiên. 3, 2, 1 bắt đầu. Bắt đầu. Hết giờ. Hết giờ. Anh Linh muốn kiểm tra phần bếp của bạn nào chứ à? Bạn Trung hay bạn Minh à? Bên này đi, tại đây em thấy cũng có món anh cũng ưa lắm. Bạn Trung trước nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Rồi bây giờ trong 6 món này, anh Hà Linh hãy xác nhận cho tụi em được biết là anh thích mấy món. 4 món, à không, 5 món. 5 món luôn, cho hào phóng là 5 món luôn. 5 món. Như vậy là món nào mà anh không thích mà anh không ăn được? Dạ cái món trước mặt anh không ăn được. Kim chi hả? Dạ không, món này. Đúng rồi, thum thum. Hồi nãy nó chia sẻ là thum thum. Cái này thì đúng ra nó cay, anh không có ăn. Dạ. Nhưng anh ngó thấy ngon mắt lắm thôi, để đó cũng được. Bên đây 5 món. Để coi, bên bạn Nhật Minh là mấy món nè. Bên đây cũng 5 món nè. Trong 5 món này, anh Linh thích mấy món? Chà, trong 5 món này anh lỡ ăn được 5 món. Ăn được 5 món luôn. Wow, như vậy là tỷ số đã cân bằng 5-5. Như vậy chúng ta phải bước qua hiệp phụ. Chà. Để quyết một cách căng thẳng hơn, người lớn hơn, quán tụi tiền. À dạ, hấp dẫn quá. Căng quá. Vậy là hên xui thôi. Hên xui. Các bạn đã rất xuất sắc, ngang tài ngang sức với nhau. Xin mời hai bạn bước ra đây. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Rồi, như vậy là bạn Nhật Minh thắng. Và người có quyền lựa chọn món nguyên liệu phụ là người thua. Ủa làm sao anh? Tôi thích ra lột vậy được không? Rồi nãy giờ em dũng xì là cái gì anh? Chơi cho vui thôi. Lựa chọn người nào thắng người nào thua. Nhưng mà thắng thua là do ảnh trọng tài anh quyết định. Thôi giỡn thôi. Nhật Minh, bạn đã giành chiến thắng với phần may mắn. Bạn được quyền lựa chọn nguyên liệu chính. Một bên là phần thịt gà rất là ngon miệng, còn tươi sống. Còn một bên là gạo trắng. Cơm trắng. Cơm trắng, dạ quên cơm. Nhật Minh, bạn chiến thắng. Hai món này bạn chọn món nào? Tất nhiên là em phải lấy đùi gà rồi. Ủa sao vậy? Thì nãy em nghe anh Linh nói là anh Linh thích ăn bất cứ gì đụng tới thịt là em bắt buộc em phải lấy thịt về em làm thôi, lợi thế cho em. Thông minh đúng. Dạ. rồi như vậy là nguyên liệu chính ngày hôm nay là đùi gà sẽ thuộc về bạn với sự lựa chọn của bạn. Xin mời anh ạ. À. Dạ, anh lộn địa chỉ anh. Dạ. À bên nghe trời, shipper về cho đâu. Rồi xong rồi đó. Dạ rồi, như vậy là đương nhiên là phần cơm rất là ngon miệng này cũng sẽ thuộc về. Dạ. Bạn Chí Trung. Cảm ơn cưng. Dạ cảm ơn anh. Dạ rồi.
Chà khó nha, lần đầu tiên em thấy nguyên liệu chính lại là cơm trắng nha. Ngon á. Làm gì với cơm trắng đây? Cơm ăn dưa hấu nè. Dưa hấu chỉ là phần đề bài đầu tiên thôi à. Chúng ta sẽ không có xét vào nguyên liệu phụ. Ồ. Bởi vì nguyên liệu phụ sẽ được tiết lộ bởi vòng tiếp theo để tạo nên một công thức hoàn hảo dành cho món ăn của chính mình. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với anh Hà Linh bước vào vòng tiếp theo, tiếp sức thực phẩm. Người đã sẵn sàng ở vị trí của mình bởi vòng tiếp theo đó chính là tiếp sức thực phẩm, và người đã giành được quyền ưu tiên lựa chọn nguyên liệu chính sẽ là người chơi đầu tiên chịu áp lực tâm lý, và đương nhiên là bạn Chí Trung cũng sẽ rút kinh nghiệm bởi bạn Nhật Minh nhé. Dạ, dạ. Nhật Minh đang ở vị trí để gợi ý cho anh Hà Linh biết được nguyên liệu phụ là gì. Đề bài đang xuất hiện ở phía sau lưng anh Hà Linh nên anh Linh không có thấy được đề bài này. Anh phải đoán với những cái mô tả bằng lời nói hoặc là hành động của bạn Nhật Minh để có thể đoán được cho chính xác. Còn riêng với Nhật Minh không được phạm quy, không được nhắc bất cứ một từ nào trong đáp án, trong phần gợi ý của mình dành cho anh Hà Linh nha. Dạ rồi. Thời gian 60 giây đầu tiên là để mình gợi ý và mình đoán, 30 giây tiếp theo là đi chợ để lấy đồ đó về. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Dạ, nhãn nè, thái nè, long long, li chi đồ đó anh. Màu đỏ ở ngoài. Dạ, dạ rồi, màu đỏ luôn. Bò xào với cái trái đó. Củ hành hả? Dạ không, dạ không. Mình làm nước sốt, nước sốt được hả? Cà chua. Đúng rồi. Chừng này đắp mặt nạ. Dưa leo. Rồi, ok anh, cái cọng nó dài ở trên màu xanh ở dưới. Hành, lá. No. Hành, trắng, ngò. Từ đầu đúng, từ sau. Hành đây. Ok. Hết giờ. Rồi, mình đi lấy giờ. Đi chợ nào. Quan trọng là anh Hà Linh có nhớ lại toàn bộ những đáp án mà mình đoán trúng hay không. Chỉ có 30 giây thôi. Mình phải tận dụng hết thời gian. Lấy một lần một cho hết tất cả các món luôn anh. Anh không thấy nữa. Giây cuối. Anh thấy được có 4 cái. 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại đề bài nào. Chôm chôm, có chôm chôm. Cà chua, có cà chua. Dưa leo, có dưa leo. Hành tây, có hành tây. Và cơm trắng. Chưa xong. Như vậy là chúng ta bị thiếu đi một nguyên liệu phụ. Và người chịu trách nhiệm cho việc thiếu thốn này là anh Hà Linh. Lát nữa sẽ có một cái hình thức để anh cố gắng kiếm về cơm trắng cho bạn Nhật Minh. Nhưng bây giờ chờ đón xem anh Hà Linh có kết hợp tốt với bạn Chí Trung hay không. Xin mời Trung. Trung ơi, không cần phải giải thích nhiều nữa. Bạn đã rút kinh nghiệm bởi bạn Nhật Minh rồi đúng không nào? Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì mà ăn với dưa leo á anh? Đỏ, ăn với dưa leo á. À, cà chua hả? Dạ, đúng rồi. Hải sản mà nó có gâu mà đen lùi, bún ra màu đen lùi á. À, mực. Họ thêm cái chữ. Con mực. Đúng rồi. Dạ, dạ. Cái cọng gì mà xanh xanh mà người ta hay... Đậu que. Dạ, đúng rồi. Bò với biển mà người ta làm hay... Tôm hả? Cái vuông lớp á. Tôm phù hiệu hả? Ủa gì kìa vậy? Tôm nhãn hả? Cái đó sinh viên đeo. Cái thẻ sinh viên á. Lộn cái thẻ sinh viên á anh. Rồi, Phạm Huy. Cái củ gì mà người ta để chiên ăn á anh? 3, củ hành. 2, 1. Hết 60 giây. Nào, đi chợ. 30 giây đi chợ nào. Nhanh lên. Bây giờ anh Linh cố gắng đi, anh vô đại đi anh. Thà lấy dư còn hơn lấy thiếu. Dư hả? Ráng lên. 6. Làm sao mới cứ... 5. 4. 3. 2. 1. Hết giờ. Anh Linh lấy về hơi nhiều. Lấy nhiều mà biết có giống không? Dạ. Và bây giờ chờ đón có giống hay không? Đầu tiên là cà chua. Có cà chua. Con mực. Mực đâu anh? Rồi, thấy con mực rồi. Đậu que anh ơi. Có đậu que luôn. Hợp lệ. Tôm thẻ. Có tôm luôn. Bị Phạm Huy rồi. Tiếp theo là khoai tây. Thì lúc này mình đã hết giờ rồi. Anh lấy luôn cà rốt. Thơm nhá. Đã thiếu trái thơm nữa anh ơi. Hết rồi. Như vậy chúng ta bị thiếu khoảng 2-3 món luôn á. Và bây giờ xin mời anh Hà Linh sẵn sàng với những hình phạt dành cho anh để cố gắng làm sao đem về đầy đủ những nguyên liệu phụ dành cho hai bạn Minh và bạn Trung. Và bây giờ xin mời quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng để chinh phục khẩu vị ngôi sao. Bây giờ sẽ là một mini game cũng như là một hình phạt dành cho anh Hà Linh. Chỉ cần anh chinh phục được thử thách này là anh toàn quyền đem về những nguyên liệu phụ bị thiếu dành cho Trung và Minh. Rồi. Đó chính là trò chơi mà anh sẽ sử dụng cặp chân vịt của mình và rê bóng làm sao vượt qua hình tích sắc chướng ngại vật, dừng lại tại vạch đích màu vàng này. Sau đó điều khiển trái bóng làm sao bóng nằm trọn vẹn một trong năm cái ô tròn này. Nếu như anh ghi được hai bàn thắng hợp lệ
là coi như anh đem về nguyên liệu phụ. Ok, cố gắng, cố gắng. Rồi, đi... bao nhiêu giây cũng được hả? 2 phút, chuẩn bị nào. Trách nhiệm rồi quăng bánh cho tôi nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên ơi, cố lên ơi. Lên anh ơi. Rời bóng nè. Rời đi anh, rời đi anh. Như một cầu thủ chuyên nghiệp. Lách, đấy. Cầu thủ này nhìn tên là Conan anh quá. Điền tương như một dịch quá. Hay quá, dễ thương. Đây nè, đây nè, bây giờ chúng mình ghi bàn nè. Thuốc là khung thành nè, khung thành nè. 5 mục tiêu nè. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Lỗ rồi. Bóng đâu, bóng đâu, bóng đâu. Nhẹ nhàng thôi anh ơi. Nhẹ lên, nhẹ lên. Nhẹ thôi ngay. Dần dần anh Linh sẽ có được kinh nghiệm và anh sẽ điều khiển được cái lực của trái bóng. Di chuyển làm sao cho thật là hợp lý. Đá nhẹ vậy mà cũng còn không vô nữa hả? Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Hơi thở, hơi thở. Chưa được đúng với hướng mà mình mong muốn. Đúng rồi, anh đã có rất nhiều kinh nghiệm nên rơi bóng rất là nhanh. Quan trọng là dứt điểm còn chính xác hay không, tùy thuộc theo số trời thôi. Bây giờ anh Linh chỉ cần ghi được một bàn thôi. Bây giờ hai bàn không nổi nữa. Một bàn, một. Một bàn thôi. Một bàn thôi Linh ơi, vô anh ơi. Vô bàn sẵn vàng nè. Vô anh. Vô. Thôi được rồi nè, thôi nè. Từng quá, từng quá. Cố lên anh, cố lên anh. Cố lên anh ơi. Tương lai của hai thằng em anh ơi. Vô nè, anh. Nè, nhẹ nè, nhẹ nè. Vô nè. Vô anh ơi. Vô, vô, vô. 1, 2, 3. Vô. Vô, 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 vô. Vỗ tay, vỗ tay cho anh Hà Linh. Anh thấy sao anh? Thấy khỏe người không? Dạ nói chung cũng đói đó. Đói, đổ hết mồ hôi. Thấy thương. Làm là nói chung cũng đói đó. Như vậy là với sự giúp sức của hai bạn Trung và Minh, và chúc mừng anh Linh, những nguyên liệu phụ bị thiếu đã mang về cho khổ chủ là bạn Trung và bạn Minh. Hy vọng là chúng ta với những công thức đầy đủ rồi, nấu ăn thật ngon, bồi bổ, tẩm bộ lại cho anh Linh. Anh mất calo nhiều quá mất rồi. Dạ, quá dạ. Rồi. Anh Linh mở chải quá rồi. Nhưng mà đi tắm. Vỗ tay cho hai bạn Minh và Trung đã cố gắng hết sức mình. Đặc biệt là rất là bất ngờ, hai diễn viên trẻ nhưng mà trình bày đồ ăn kìa như những đầu bếp chuyên nghiệp luôn. Rồi bây giờ xin mời Trung và Minh. Chúng ta quay trở về với vị trí ghế ngồi để mình trình bày kỹ hơn nào. Với món ăn bên đây rất là ấn tượng với hình trái thơm, thì bạn tận dụng hết tất cả những nguyên liệu phụ mà chúng tôi đã đưa. Thì Trung ơi, bạn gọi tên món này là gì? Cơm chiên hải sản anh. Hải sản. Nó không có dính líu gì vậy thôi. Không, mà em trang trí cho nó độc lạ một chút. Thì với món ăn này thì bạn muốn gửi lời chúc gì đến cho anh Hà Linh? Em rất là vui vì được nấu cho hai anh thưởng thức món ăn của em. Chúc cho tụi anh vui, chúc ngon chúc, miệng hay gì? Chúc cho hai anh ăn thật ngon miệng dạ. Dạ, cảm ơn Trung. Dạ. Còn với món của Nhật Minh, bạn gọi tên là gì ạ? Dạ, món ăn của em gọi là gà xào chôm chôm. Em kết hợp giữa động vật, thực vật luôn. Gà xào chôm chôm, dạ. Nghe thật là lạ. Chôm chôm chúng ta chỉ biết là một loại trái cây thôi, nhưng mà không ngờ ngày hôm nay lại là một món để xào luôn. Đúng rồi. Nhìn em tưởng đâu là mỡ heo chứ. Thực ra là đây cũng là một món chưa có nhiều người biết đến. Ừ. Nhưng mà đây thực trước là một món người miền Tây. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và món ăn này thì bạn muốn chúc anh Linh sao nè? Như anh thấy đó, cái miếng chôm chôm anh nhìn như là miếng mỡ gì đó. Thì đó em cũng chúc anh thì tiêu cái mỡ trong người chiếu, thay vì mình đừng ăn mỡ thì mình đi ăn chôm chôm đi anh. Dạ. Rồi ok, cảm ơn hai bạn. Bây giờ xin mời anh Linh sẽ thưởng thức. Chắc là mình khai vị trước với món cơm này đi anh. Dạ. Cơm hải sản. Ồ, cái chỗ này mới ngon nè. Cái mùi cơm chiên đúng là mùi cơm chiên. Đây phải có hải sản vô này. Đây quá. Em dạ vớt ra miếng tôm luôn á hả? Gà tôm mực đầy đủ luôn á. Rồi xin phép cả nhà. Ồ nhìn là khéo tay quá nè. Sắc hải sản cũng khéo ghê không? Nhìn hụt lụ quá nè. Thơm quá à. Cơm dẻo, tươi, giòn. Em còn nói được chứ anh lo nhai nuốt không nó. Cơm chiên giòn. Và đúng yêu cầu của cơm chiên là phải khô. Dạ, nó khô và giòn. Ráo mặt lắm. Thêm một tí nữa là có tiêu cho nên là nó sẽ có cái độ nồng, độ cay. Dạ.
thêm nữa là có hải sản, là khi mình ăn hải sản mà có kèm theo của cái vị thơm xung quanh. Dạ. Nó ứa nước ra, nó tiết vào, nó ngấm vào cơm. Thì nó sẽ làm cho món cơm này nó thơm thêm và nó ngọt cái nữa. Mùi của trái thơm. Dạ. Nó ngọt lại, nó dịu bớt cái vị mặn của muối. À đúng thì rồi. Thì ra món rồi. Cơm này anh thấy là ok. Hợp lý nữa chứ. Dạ. Cây tiêu nó làm triệt tiêu đi cái mấy cái tanh của hải sản. Dạ, dạ. Nó nồng nàn hơn rất là nhiều. Xuất sắc. Đây, xin mời anh Linh thưởng thức món rất là độc đáo. Xin phép anh ăn thử gà với lại chôm chôm. Gà xào chôm chôm ha. Dạ. Em cũng phải dùng thử, chưa bao giờ em ăn chôm chôm mà kiểu xào vậy hết trơn. Có gì để về em nói vợ em copy cái công thức này mới được. Lạ quá cơ ha. Chưa quen lắm, làm lại đấy. Giống như mình ăn xong bổ lượng anh, mình nhai trúng miếng nhẵn nhục á. Thật ra cái món gà này á thì khi em xào vậy là nó vừa đủ chín và nó mềm. Cái da cũng là ăn rất là ngon. Và cái vị của nó thì nó mặn vừa đủ chứ nó không mặn lắm. Dạ. Nên khi anh đang ăn một cái vị mặn á mà anh ăn trúng cái món chôm chôm á thì nó lại hơi bị ngọt trở lại. Dạ, đó. Cho nên là anh nghĩ món này chắc để ăn cuối mùa luôn. Có nghĩa là từ đầu ăn nhiều món, món chính món phụ rồi tới giờ cuối chuẩn bị ăn la sét á. Dạ. Ăn tráng miệng á là dứt ăn này. Luôn. Dạ. Ăn cái gà xong ăn chôm chôm là tráng miệng luôn. Lạ thiệt á. Ngon đấy chứ anh. Thật ra thì hai món này anh đều thấy anh thích, nhưng mà cái khó là làm sao để mình biết được làm khó à cái nào ngon hơn cái nào, tại vì mỗi cái nó sẽ có cái lạ riêng. Dạ đúng rồi. Mà nói chung là đầu bếp ra hai đầu bếp này tốt lắm anh, em nếm vừa đủ không cần nước chấm ăn vẫn ngon. Dạ đúng rồi. Dạ. Đặc biệt là các bạn giống như là anh Hà Linh nói á, mặn có không mặn vừa phải thôi. Dạ. Mặn rất là ngon, rất là vừa miệng. Rồi anh quyết định đi. Hai món ăn này ngon bằng nhau rồi. Về chất lượng chuyên môn là hảo hạng. Đúng rồi. Nhưng món nào nó gây cho anh những cái cảm xúc đặc biệt? Thật ra hai món thì có cái lạ riêng. Dạ. Nhưng mà đối với cái món mà cơm trong khóm á thì anh cũng ăn nhiều rồi. Mà chẳng hạn như cơm nấu trong dừa hay trong, gì đó. Trong cái dừa, gì. Dạ. Nhưng đặc biệt cuộc đời anh từ đó giờ, dù anh đã ăn cơm với xoài, ăn cơm với dưa hấu, nhưng thì lần đầu tiên là anh thấy là chôm chôm nó kết hợp với gà. Dạ. Dạ. Cho nên nếu nói về ngon, xin lỗi thì hai bạn đều như nhau. Nhưng mà nếu nói về lạ, về ý tưởng thì Linh nghĩ rằng có lẽ là bạn Nhật Minh. Nhật Minh sẽ có phần nhỉnh hơn. Dạ. Dạ, cho nên là phần chiến thắng thuộc về Nhật Minh. Chúc mừng Nhật Minh về món gà xào chôm chôm. Và cũng cảm ơn bạn Trung rất là nhiều. Nào, chúng ta xuống đây nào. Đây, số tiền thưởng 5 triệu đồng đã thuộc về món ăn giành chiến thắng ngày hôm nay, thuộc về bạn Nhật Minh. Rồi. Chúc mừng Nhật Minh với món gà xào chôm chôm rất lạ mắt nhưng cực kỳ hợp khẩu vị với anh Hà Linh. Và bên cạnh đó là một phần quà nữa đến từ chương trình dành tặng cho bạn nha. Rồi đây. À, nước mắm, bữa cơm mình thêm ngon. Rồi có khi mình trò chuyện với nhau thêm mặn mà. Đây. Dạ, xin phép tặng món quà dành tặng cho bạn Chí Trung nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một món ăn chỉnh chu, đẹp mắt, hoàn hảo luôn á. Chẳng qua mình thiếu một xíu lạ lạ và kém hơn, may mắn hơn bên đầu bên kia thôi. Thì Trung thấy sao? Dạ em cũng đến đây em cũng vui vì được gặp hai anh và cùng bạn. Còn với cảm giác của mình thì sao nào? Sau khi nghe anh Hoàng rapper với là anh Hà Linh khen và cũng như là cảm nhận thì em cũng cảm thấy là vui và tự tin hơn để mình tìm hiểu nhiều món cũng độc hơn để có thể mà mình ăn uống rồi mình có thể mình giới thiệu cho các anh luôn ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều và cảm ơn Hà Linh đã đến đây cùng dùng bữa với tất cả mọi người và chúc Hà Linh lúc nào cũng phong độ vậy nha anh. Dạ cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Kính thưa quý vị, và hãy đến với Khẩu Vị Ngôi Sao để chúng ta khám phá một thế giới ẩm thực rất là phong phú của những người nghệ sĩ, đặc biệt là những công thức chế biến của chúng tôi đưa ra để dành tặng cho quý vị những bữa cơm thật là ngon miệng. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc cùng với gia đình. Và đừng quên khung giờ phát sóng chúng tôi vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HT7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.